8 km đầu tiên của dự án làm mới trục đường ven biển DT719B Phan Thiết, Kê Gà vừa được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho thông xe kỹ thuật, kịp phục vụ hạ tầng cho sự kiện năm du lịch quốc gia 2023. Điểm đầu tuyến DT719B nối quốc lộ 1 tại xã Hàm Mỹ, băng qua đồi cát xuống khu vực biển Tiến Thành, phía nam thành phố Phan Thiết. Dự án làm mới tuyến đường ven biển DT719B dài 25,6 km, nền đường 28m, mặt đường 16m, giải phân cách giữa rộng 11m. Công trình được khởi công từ tháng 11 năm 2020, dự kiến hoàn thành tháng 5 năm 2023. Với việc cho thông xe qua đoạn này, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác khi đến Phan Thiết có thêm trải nghiệm mới khi họ đi qua các đồi cát đỏ, rừng tràm, vườn thanh long. Dọc hành trình từ vùng quê Hàm Mỹ xuống biển Tiến Thành, phía nam thành phố Phan Thiết, mặt đường phần lớn đã được trải nhựa bóng láng, các phương tiện có thể qua lại. Lưu lượng xe có thể tăng đột biến trong những ngày tới, do vậy nhà thầu phải nhanh chóng lắp các biển báo và các cọc tiêu phản quang dọc đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường, nhất là vào ban đêm. Những người lần đầu qua đây cảm thấy thích thú và hào hứng, bởi đường mới thông thoáng, rộng rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh miền nắng gió Phan Thiết. Tuyến đường mới băng qua nhiều đồi cao, tại một số vị trí có nguy cơ cát ở trên tràn xuống, nhà thầu đã cho xây dựng các bức tường chắn cát bằng đá, bên dưới có mương thoát nước kiên cố. Đường DT719B đoạn giao lộ rẽ xuống khu Nova World Phan Thiết, cách điểm đầu tuyến quốc lộ 1 chừng 7 km. Đây là đoạn được thi công nhanh để sớm hoàn thành hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch tại khu vực có nhiều du lịch biển tại xã Tiến Thành. Hiện toàn tuyến 719B đã đạt 60% khối lượng công trình, nhà thầu đang gấp rút tổ chức thi công. Công trình làm mới đường ven biển 719B Phan Thiết, Kê Gà cùng tuyến 719, song song cách hơn 1 km phía dưới gần biển. Sau khi hoàn thành, cùng hai cao tốc Dầu Dây, Phan Thiết và Vĩnh Hảo Phan Thiết góp phần kết nối vùng, phát triển kinh tế, xã hội của Bình Thuận, nhất là ngành du lịch biển, thế mạnh của địa phương.